Khi tìm hiểu về việc mua nhà, chắc hẳn không ít lần bạn nghe tới các cụm từ sổ đỏ và sổ hồng. Bạn băn khoăn nên lựa chọn loại sổ nào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình khi mua nhà. Định nghĩa về sổ đỏ và sổ hồng. Về mặt pháp lý, sổ đỏ và sổ hồng là những thuật ngữ không được công nhận theo quy định của pháp luật của nhà nước. Đây là cách gọi tắt của nhiều người dựa trên màu sắc của từng loại giấy chứng nhận, tên gọi chính thức của từng loại sổ như sau. Sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Sổ hồng cũ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở được Bộ Xây dựng ban hành. Sổ hồng mới, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Trên thực tế, sổ hồng được chia làm hai loại, sổ cũ và sổ mới, để phù hợp với lộ trình chuyển đổi số phục vụ cho công việc quản lý của nhà nước. Sau ngày 10 tháng 12 năm 2009 đến nay, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bất động sản được sử dụng trên phạm vi cả nước là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, sổ hồng mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Phân biệt sổ đỏ và sổ hồng. Những tiêu chí dưới đây sẽ giúp bạn phân biệt dễ dàng về sổ đỏ và sổ hồng. Tên gọi pháp lý sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Sổ hồng mới là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Màu sắc vỏ bìa, sổ đỏ có màu đỏ, sổ hồng cũ có màu hồng cánh sen đậm, sổ hồng mới có màu hồng cánh sen nhạt. Đơn vị cấp, sổ đỏ do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, sổ hồng cũ do Bộ Xây dựng cấp, sổ hồng mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Loại đất được cấp sổ. Sổ đỏ, đất ở nông thôn, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và khu làm muối. Sổ hồng cũ, đất ở khu vực đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn. Sổ hồng mới, đất ở trên phạm vi cả nước. Có nên đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng hay không? Theo quy định tại khoản 2, điều 97 luật đất đai, sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không bắt buộc đổi sang sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lựa chọn chuyển đổi sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của người chủ sở hữu bất động sản đó theo quy định của luật đất đai năm 2013. Về giá trị pháp lý, sổ đỏ và sổ hồng, cũ và mới, có giá trị pháp lý ngang nhau. Điều quan trọng là ngôi nhà đó có giấy chứng nhận đúng theo quy định của pháp luật. Vì vậy, trong trường hợp có nhu cầu vay ngân hàng mua nhà, có giấy chứng nhận, bạn có thể sử dụng sổ đỏ hoặc sổ hồng để chứng minh tài sản đảm bảo. Do đó, bạn có thể lựa chọn các giải pháp vay của ngân hàng phù hợp với nhu cầu tài chính và khả năng đáp ứng chính sách vay của ngân hàng. Sổ đỏ và sổ hồng không phải là yếu tố đảm bảo chắc chắn rằng bạn sẽ vay ngân hàng thành công với hạn mức mong muốn, bởi vì ngân hàng sẽ dựa vào nhiều yếu tố khác để xét duyệt khoản vay như phương án sử dụng vốn, khả năng trả nợ, lịch sử, tín dụng cá nhân. Vì vậy, khi có ý định vay vốn mua nhà hoặc các mục tiêu khác, bạn nên tìm hiểu kỹ về chính sách vay của ngân hàng. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định tại Điều 135 Luật Đất đai năm 2024 như sau. 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của luật này. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó. 2. Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sử dụng chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện.
Theo quy định này, trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó. Như vậy, có thể được cấp một sổ đỏ cho nhiều mảnh đất nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: đất sở hữu là đất nông nghiệp, các thửa đất tại cùng một xã, phường, thị trấn. Người sử dụng đất có nhu cầu cấp một sổ đỏ cho nhiều mảnh đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính. Trường hợp thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất. Trường hợp người sử dụng đất tặng cho quyền sử dụng đất cho nhà nước hoặc tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng hoặc mở rộng đường giao thông theo quy hoạch, hoặc tặng cho quyền sử dụng đất để làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết gắn liền với đất theo quy định của pháp luật thì nhà nước có trách nhiệm bố trí kinh phí, thực hiện việc đo đạc, chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này. Người sử dụng đất không phải trả chi phí đối với trường hợp này. Theo khoản 6 điều 135 luật đất đai năm 2024, thì trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại điều 137 của luật này, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản